Tại sao lại chết vào lúc này? Sống lại đi. Trời ơi, mày muốn giết tao hả? Sống lại. Trời ơi, mày tỉnh dậy giùm tao đi, laptop ơi. Tỉnh lại đi. Đừng nỉ. Uống miếng nước đi, bình tĩnh. Giờ làm sao nữa đi ta? Laptop ơi, chắc mày cũng khát hả? Mày uống đi rồi mau tỉnh lại giùm tao. Người yêu đang chờ tao mà. Mày thấy đỡ hơn chưa? Tỉnh dậy được chưa? Trời ơi, tao lại mày, hung mày cái nè. Mau tỉnh dậy đi. Rồi, chơi bứt nút với mày luôn rồi đó. Sống lại đi mà. Laptop ơi, tao năn nỉ. Hay mày thích trà? Nè, trà nè. Đó, sống lại đi. Trời ơi, có ai không? Hỗ trợ cho tôi trường hợp này với. Mang tới cấp cứu laptop chấm cơm sữa đi, ngộ không? Hey, tôi không tin là họ có thể sửa được. Biết đâu trà vậy, đâu có thể tỉnh lại thì sao? Chắc mày thiếu oxy phải không? Để tao nạp cho.